Đúng rồi, chào các bác. Tiếp tục thì em nay em quay chi tiết cho em các bác giới thiệu về con cocktail audio. Đây là một trong những cái hãng, mình gọi là cái hãng nên em nha, hãng cocktail tên tuổi nhất nhì ở Hàn Quốc. Thì theo em biết thì khả năng của mình biết thôi, trên cocktail có Aruren, một cái dòng nhạc music server, nhạc mạng đỉnh của nó mắc hơn con cocktail nữa em nhé. Nhưng mà cocktail là cho chất lượng âm thanh lẫn cái tính năng nó rất là tuyệt vời rồi nha. Hôm nay thì em con này là con cocktail rồ 45 rồ em nha. Con này là hàng đập hộp, em mua đập hộp để làm cho anh em đấy. Thì con này nó, anh em thấy nó có màn hình rất là to, 7 inch nha, 7 inch đầy đủ các tính năng music server. Và cái đặc biệt của con này là có cổng vào phono, coi là phono in, thì nó giúp cho anh em chơi đĩa than, ví dụ qua những con acoustic này mà có con music server này, rồi anh em có cái đĩa than nữa cắm qua con này đi vô đây tiếng cực kỳ hay. Và nó có cái CD ở đây, CD này anh em có thể đọc hoặc đọc ghi từ đĩa ra ổ cứng trên máy để anh em chơi, không phải đọc đĩa lần nữa. Nó rất là nhiều tính năng. Và con này đọc được cái ổ cứng tối đa ổ 3.5 inch, nó là ổ lớn giống như ổ máy tính chúng ta, ổ lớn là 8 TB. Còn những cái ổ 2.5 inch thì nó 2 TB hoặc là SD được 2 TB. 2 TB ha, dung lượng bao nhiêu đó là nghe mà xỉu rồi anh em. Rồi chưa nói đến music server. Đó, các cái tính năng cần thiết đầy đủ và chất lượng âm thanh nó tuyệt vời, vì em nó sử dụng những con chip giải mã cao cấp nhất hiện nay. Đây. Đây là con 9038 Pro nha. 9038 mà có Pro nè mấy. Và con hai speak đó là OBA 6277BB này. Một điều nữa là trong con này nó sử dụng cái biến áp nguồn là biến áp cách ly. Nó chú trọng biến áp cách ly chuyên về âm thanh 2N riêng nữa, cho nên được rất là chú trọng và chú tâm. Hình thức hoàn thiện bên ngoài là những khối nhôm, mặt nhôm được sơn nha. CNC không nó sơn khắc luôn là dây này. Đấy. Rất đẹp. Và con này thì hiện tại giá chính thức tại công ty Việt Nam nó là khoảng 138 triệu. Nếu anh em mua chiết khấu tối đa cho anh em nữa thì anh em phải mua gần cả trăm ngoài trăm nếu hàng công ty. Còn ở đối với những em shop em này hàng trực tiếp về thì giá nó rất là tốt ha, giá nó rất là tốt anh em. Ở so với hàng công ty chiết khấu lên đến 30%, hơn 30% chút xíu và vẫn được bảo hành cho anh em chu gia chỉnh chu. Đấy nha. Đó, rất là đẹp. Không có gì để bàn rồi. Giải mã qua PC rất là nhiều đây. Ví dụ như em vô menu cho anh em ha. Đây. Nó có đường input này. Anh em thấy không? Digital này, AVO này, digital code này, tổ link analog in này, out in này, phono in này, USB DAC này. Rồi nó là một trong những cái con music server rất là khủng, nó là đầu bảng của cocktail rồi. Đó, cho nên em thấy là nó được hoàn thiện rất là đẹp đẽ, rất là chỉnh chu, rất là cân đối luôn. Thay vì con 45 sơn là nó học đĩa bên đây, màn hình nó bên, bên nhìn nó không có cân đối, nhưng mà con này nó rất là cân đối, rất là đẹp. Đấy. Vậy nó mắc tiền hơn con 45 sơn rất nhiều. Anh em chơi con này thì nó đầy đủ hết rồi. Nó có DA, chất lượng chip âm thanh ra rất là tuyệt vời, nó đầy đủ hết các cái tính năng. Tiếng rất là hay nè. Rồi, với anh em có giờ như anh em có cái đĩa này hay quá, muốn giữ nó lại hay là mượn anh em nào có cái đĩa bút nó vào và chúng ta rip nó, rip lại cho chất lượng âm thanh như là CD anh em nhé, gần như là 10/10 chất lượng của nó rip nó lộ quang đấy. Đó, để anh em chơi. Còn này hiện tại em đang gắn tạm cái USB để review cho anh em thôi nhá. USB thì nó sẽ qua cái phần router này nè, nó sáng lên nè. Đó, 4GB ha. Đó, nó có network nè, tại em có kết nối internet cho rồi. Anh em có network nào đang NAT ở đây, nhưng mà có một cái con máy tính nhạc anh em lưu trữ đến đó, anh em có thể NAT hả trong nội bộ. Ở đây nó bắt nó thấy nó sẽ hát trực tiếp qua luôn. Đấy. Nó có nhiều tính năng và cái tính năng nữa nó là điều khiển qua điện thoại. Anh em có thể mở lên và chúng ta ngồi đây điều khiển em nó nha. Đây.
mà lớn tí này. Ví dụ em thích bài đầu trong này Xuân Hảo đây ha, Xuân Hảo đi, nó bị lót kịp nãy giờ mình ngưng, đây nó bị fail nè, folder exit nè, này thôi bấm vô này là mới đúng nè, Xuân Hảo nè, Tình Bơ Vơ nè, rồi là nó lay thôi. Điều khiển nó thoải mái nè, bằng điện thoại di động. Đó. Rất là ok, mình điện thoại qua phần mềm mà để em kiếm cái phần mềm cho anh em. Đó là Music X Neo. Đấy. Càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phút êm đềm xa xưa nay đã đi vào quên lãng, trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày vì yêu anh đâu hay tình ta gian dối. Nói về độ hay thì em này quá là tuyệt anh em nha. Và cái nữa là nó phải gọi là nó rất là hoàn thiện. Và hiện tại con này đang có mức giá tại shop em là 92 triệu anh em nha, 92 triệu. Đấy. Đó. Rồi 92 triệu, anh em cần nguồn nhạc thì nguồn nhạc em cũng đi mua thôi chứ không phải riêng gì của bản thân em. Anh em nào muốn lấy cái đầu này mà muốn lấy cái nguồn nhạc, em đang có khoảng 3 terabyte đưa ổ cứng để em chép giùm cho, để anh em cắm vào đây anh em chơi luôn. Đó, coi như là nguồn nhạc anh em không phải tốn khoảng hôm trước em mua cái ổ đó 3 terabyte hơn 4 triệu đấy. Đó, bây giờ anh em chỉ cần có ổ đưa đây em chép miễn phí free nếu anh em mua hàng tại shop em. Đó, coi như là anh em free được cả hơn 2 triệu đồng. Ưu ái cho anh em là có nguồn nhạc sẵn ha. Đó, anh em chỉ việc bỏ ổ cứng ra, còn nếu anh em muốn mua ổ cứng thì em sẽ mua hỗ trợ cho anh em ổ 3T rồi về em chép rồi em đút vô đây luôn, ra đưa cho anh em về, anh em chỉ có nguồn nhạc sẵn gần như rất nhiều để anh em chơi, từ nhạc rồi 75, nhạc hải ngoại, tất tần tật rất rất nhiều luôn, và những cái nhạc mà của em có em sẽ đưa vào luôn để cho anh em chơi. Đấy, đó là một cái hỗ trợ cho khách hàng nếu anh em chơi hàng tại shop em. Đó. Rồi và chốt lại thì con cocktail 45 rồ. Giá là 92 triệu đồng, tình trạng là mới vừa khui ra để test và review cho anh em thôi, còn lại là gần như là mới hết, anh ta em để nguyên hết nha. Đó, anh em về có việc chơi thôi. Giá là bao ship nên em chuyển khoản đủ cho em nha, ship cọt cọc 20%, em không bao. Dạ xin cảm ơn em rất nhiều.